Hello, xin chào cả lớp. Anh sẽ giải câu 46 trong đề duyệt lần 2 của mình ha. Câu này thì khá là dạng, thì khá là quen, nhưng mà các bạn để ý cho anh, cái đồ thị nó cho như thế này thì chúng ta phân tích như thế nào. Đầu tiên mình cứ coi thằng này là u ha, nguyên tắc chung mình đạo hàm gx ra, anh đạo hàm ra ha. G' của anh á thì nó bằng cái gì? U' nhân với f' u đúng không? F' của thằng này là trừ x mũ 4 cộng cho 4x bình phương. Đó, nhân cho u', u' đạo hàm nó sẽ là trừ cho 4 lần x mũ 3 cộng cho 2 nhân 4 là 8x. Rồi giải phương trình này bằng 0 đúng không? Để mình tìm ra những cái nghiệm. Thì ở đây giải ra bằng 0 thì đầu tiên cái phương trình tích thằng này nó cho mình những cái nghiệm nào? 4 trừ 4x mũ 3 mà cộng 8x á, thì cho một nghiệm là x bằng 0 này. Được chưa? Tiếp theo là x bằng mấy? X bằng cộng trừ căn 2 đúng không? Căn 2 bình lên sẽ là mũ 3 bình, đúng rồi, cộng trừ căn 2 đúng chưa mấy đứa? À, nếu nhanh không sai ha, cộng trừ căn 2 tức là cho mình ba cái nghiệm phân biệt từ cái phương trình này rồi ha. Tiếp tục thằng này f phải u bằng 0, f phải của trừ x mũ 4 ha cộng cho 4x bình phương bằng 0. F phải u bằng 0 thì mình bắt đầu mình phải coi cái đồ thị. Nếu cái dạng đầu tiên ở trong đề lần 1 anh cho là gì? Bảng biến thiên đúng không? Bài này cho đồ thị thì mình phải để ý như sau. Cho mình đồ thị này là đồ thị của f(x) này. Vậy thằng này f phải bằng 0 nó xảy ra tại đâu? Nó xảy ra tại những cái điểm nào là điểm cực trị của cái hàm số đó, đúng không? Vậy trong cái đồ thị này anh thấy có 3 điểm. Điểm thứ nhất là điểm này. Điểm thứ hai là điểm này. Điểm thứ ba là điểm này. Đúng chưa? Đây là đồ thị f(x) chứ không phải đồ thị f phải. Nếu là đồ thị f phải thì mình sẽ coi những cái điểm mà nó cắt cái trục của x, đúng không? Còn đây là đồ thị của f(x). Vậy mình coi những cái điểm nào mà hàm số đổi dấu à. F phải nó đổi dấu này, đi xuống đi lên này, nghịch biến đồng biến tức là chỗ này cực trị, đồng biến nghịch biến chỗ này cực trị, nghịch biến đồng biến chỗ này cực trị là ba điểm. Anh gọi điểm này là A nhỏ này, điểm này là B nhỏ này và điểm này là C nhỏ. Thì rõ ràng phương trình số 1 anh nói phương trình số 2 này, phương trình số 2 sẽ cho mình các cái nghiệm u như sau. Nghiệm thứ nhất là trừ x mũ 4 ha cộng 4x bình phương này sẽ bằng A nhỏ. Với A nhỏ mọi người đánh giá là nó nhỏ hơn không? Chúng ta nhìn vào trong cái đồ thị này. Thứ hai là trừ x mũ 4 cộng cho 4x bình phương nó bằng b nhỏ. B nhỏ thì rõ ràng là nó chạy từ 0 tới 4 đúng không? 0 nhỏ hơn b, nhỏ hơn 4. Và cuối cùng là trừ x mũ 4 cộng 4x bình phương sẽ bằng c nhỏ. Với c nhỏ là lớn hơn 4. Rồi để chi khi mình đi khảo sát cái hàm u này, mình lấy tương giao với những thằng này thì mình ra cái nghiệm cho nó đúng cái khoảng. Cho nên đứa nào học anh quen rồi thì vào nhớ phát họa cái thằng này ra tí xíu ha. Thằng này là trừ x mũ 4 cộng 4x bình. Vậy anh khảo sát sơ sơ nó xíu nghe mấy đứa. Khảo sát dưới này ha. Mình nháp thôi. Trừ 4 đạo hàm ra nó sẽ là gì? Trừ 4x mũ 3 này cộng 8x. Mọi người quen là mọi người sẽ thấy nó đạo hàm nó giống thằng này này. Thấy không? Tại vì hồi nãy mình đã đạo hàm lần rồi. Cho nó bằng 0 thì có phải nó sinh ra ba cái nghiệm là 0 cộng trừ căn 2 không? Vậy mình phát khỏi các bảng biến thiên của nó này. À, trừ căn 2 này, 0 này, căn 2 này, chứ mình đâu ngồi làm lại chi nữa đúng không? Giờ xét dấu thằng này cho anh ha. Chỗ này nó sẽ là dấu dương nè, dấu âm nè, dấu dương nè, dấu âm nè. Bữa nay mà mấy đứa không xác dấu được nữa là thôi rồi nhá. Anh không nói cái câu này chỗ này nữa ha. Rồi, cái hàm của mình nó sẽ đi lên vậy nè. Đó, đi xuống vậy. Đi lên vậy, nó giống cái hàm trùng phương thôi. Đi xuống vậy. Ở đây là dương vô cùng nè, đây là âm vô cùng nè. Đi ở dưới này chắc chắn là đi từ âm vô cùng đi lên rồi, còn đây nó xuống âm vô cùng rồi, cho nên phải hiểu cái nhánh này nó xuống tới dưới này luôn. Những cái điểm này mình thế vào, tại hai cái điểm này các bạn thế vào cho anh ha. Đây là trừ x mũ 4 cộng 4x bình là hàm trùng phương thôi, ta thế căn 2 vào đây cho anh thử nó ra bao nhiêu, bấm máy tính nè. Căn 2 vô đây sẽ là trừ nè, mở ngoặc ra, căn 2 đóng ngoặc lại mũ 4 đúng không? Đó. Tiếp tục, các bạn cộng cho 4 nhân cho căn 2 bình phương lên chính là nhân 2 đó. Rồi chỗ này nó bằng 4 ha, tức là chỗ này 4 nè. Chỗ này cũng 4 luôn vì hàm trùng phương mà. Rồi, tiếp tục thằng này không á thì thế vào nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 0. Ok chưa? Nó chẳng qua là khảo sát cái hàm trùng phương thôi, cho nên anh nói nó khả năng nó ra lại rất là nhiều. Bây giờ anh mới đi xét cái phương trình ở trên kia thôi. Đầu tiên thằng này cho ba nghiệm 0 cộng trừ căn 2 đúng không? Thằng này là bằng a với a nhỏ hơn 0. A nhỏ hơn 0 vậy có phải kẻ đường thẳng y bằng a như thế này không? Vậy cắt hai cái nhánh hai bên này đúng không? Các hai nhánh hai bên thì được một hai nghiệm. Hai nghiệm này rõ ràng là nó khác không cộng trừ căn 2 luôn. Này cho hai nghiệm này. Tiếp tục, thằng này bằng b chạy từ 0 tới 4 ở đây đúng không? 1 2 3 4 cho anh 4 nghiệm đều khác, hai nghiệm kia hết khác hết.
Và cuối cùng thằng này là C, chạy từ đâu? Lớn hơn 4 ha. Lớn hơn 4 là trade này rồi. Trade này thì kiểu gì nó cũng sẽ không cắt, cho nên thằng này không có nghiệm nào hết. Không có nghiệm nào hết. Vậy cộng lại anh sẽ có 4 nghiệm, 2 nghiệm là 6 nghiệm. 6 nghiệm cộng với 3 nghiệm này là ra 9 nghiệm ha. Đáp số của mình là câu E ha. Chứ không phải là không có đáp án đâu. 9 nghiệm. Nhá, đáp án là câu A, còn không thì để anh sửa đề là tí xíu. Cho nên mọi người thông cảm nha, không có gì hết, đánh sai đề thôi, tại vì anh có quyền sai đề mà, không sao hết. Đứa nào complain thì complain bên dưới cho anh nha. Rồi, nhớ cái hướng đi, tại vì những cái câu như thế này nó rất là dễ, không có gì khó hết, đừng có rối ha. Vào cố gắng coi thằng này là U, mình khảo sát nó lên đó, rồi lấy từng cái ra quan sát người ta đang cho mình cái đồ thị fx hay là đồ thị f phải, cẩn thận ha, hay là cho bảng biến thiên. Rồi mọi người cố gắng lên nhé, sắp thi rồi, tại vì thời gian còn thì anh sẽ cố gắng ôn tập review thêm cho các bạn.